Các lãnh đạo nha, hôm nay em xin phép giới thiệu tới các lãnh đạo là chiếc đèn laser kim loại phi ống là 19mm, dùng pin sạc nhé, pin 14250, thời gian sử dụng rất lâu, lên đến 7-8 tiếng mới hết pin. Đây là đèn laser tia đỏ nhé, tia rất là nhỏ luôn, nhỏ tí tí đây, ngoài trời nắng đây nhìn rất là rõ. Kèm theo là gồm có hai cái tô vít này, một cái tô vít để chỉnh chân và một cái tô vít là dùng để chỉnh tâm. Tâm có thể chỉnh trái phải lên xuống nhé, chỉnh bốn hướng bằng hai cái lỗ ở đầu này. Đây là laser đầu bằng. Ở dưới là kẹp rãnh 11mm ở bên trên và kẹp rãnh 20mm ở bên dưới nhé. Kẹp rãnh 2 trong 1, vừa mới ray 11 và ray 20mm đấy. Đây là cái khay của sạc viên pin nhé. Kèm theo là có sách hướng dẫn sử dụng nữa. Tia laser đèn này thì rất sáng và tia nhỏ màu đỏ, chiếu rất là xa. Sử dụng thì cực kỳ là ổn định nhé, không bị nhảy tâm anh em nhé.